Kính chào các bạn, ngày hôm nay chủ nhật ngày 8 tháng 9 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin nhằm Phan Thiết Hải Dương 8 phi thẳng bãi tư chính tàu nước lạ tiến vào. Vâng, trong thời gian vừa qua các bạn đã chứng kiến liên tục 2 tháng tàu Hải Dương 8 cùng những tàu hậu tống và rất nhiều những tàu khác đã xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và cho đến lúc này, ngay ngày hôm nay thì chúng ta lại chứng kiến tiếp vụ việc là tàu thăm dò địa chất Hải Dương 8 của Trung Quốc đang tiếp tục tiến vào sâu vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, bắt đầu đi từ hôm qua là ngày 7 tháng 9 năm 2019. Và đây là hình ảnh một chiếc tàu Hải Dương 8 mà các bạn đã thấy trên một số cái trang truyền thông của quốc tế cũng như ở Việt Nam bắt đầu đăng tải hình ảnh của chiếc tàu này. Đây là chiếc tàu rất hiện đại, được thiết kế chuyên thăm dò địa chất trước khi họ thăm dò và khai thác dầu khí ở bất cứ vùng biển nào. Và chiếc tàu này dường như được bố trí đặc biệt để chuyên xâm phạm vào vùng chủ quyền của Việt Nam cùng những tàu hải cảnh khác của Trung Quốc. Và thông tin mà chúng ta có thể xem trên trang của ông giáo sư Mortensen của Trường Đại học Hoa Kỳ cho biết đây là hình ảnh biểu đồ đi của chiếc tàu đó vào ngày hôm qua, đã bắt đầu là sau khi dừng lại vài ngày tại đảo đá chữ thập Hải Dương 8 có vẻ đã sẵn sàng tiếp tục các hoạt động khảo sát tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và đây là hình ảnh mà ông chia sẻ. Các bạn hãy vào trang tweet của giáo sư Mortensen của Trường Đại học Hàng Hải Hoa Kỳ thì sẽ biết được thông tin chi tiết liên tục về đường đi và hành trình của những chiếc tàu của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam mà báo chí trong nước không hề đăng tải. Và lần này thì là lần thứ 3 chiếc tàu này đã quay lại vùng biển của Việt Nam, và chiếc tàu đi thẳng hướng Phan Thiết của Việt Nam với tốc độ di chuyển lần này là khá nhanh, khoảng 10 hải lý một giờ, có nghĩa là khoảng 18 km một giờ. Và hải trình các bạn có thể xem tham khảo ngay trên trang của một người đã chia sẻ trên mạng Twitter, đó là vào 6 giờ 58 phút sáng ngày 8 tháng 9 2019, tức là ngày hôm nay, Hải Dương 8 quay lại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam theo lộ trình cũ. Và nếu các bạn xem kỹ và phóng to ra thì rõ ràng là chiếc tàu này trước đây khi nó về bãi chữ thập thì bây giờ nó đi lại đúng cái đường đó. Và cái hình ảnh mà các bạn tham khảo ở trên trang này chúng tôi sẽ chia sẻ tiếp sau khi phát video xong và để các bạn có thể tiếp tục xem. Thì rõ ràng với cái mưu đồ là thôn tính Biển Đông và bảo vệ cái đường chín đoạn của Trung Quốc mà trong sách trắng quốc phòng của họ đã tuyên bố trong thời gian vừa qua, thì Trung Quốc đã cương quyết sử dụng những đội tàu rất mạnh để áp đảo phía Việt Nam và xâm phạm chủ quyền của Việt Nam liên tục trong những ngày vừa qua và kể cả thời gian tới các bạn cũng sẽ chứng kiến tiếp. Và tốc độ di chuyển của chiếc tàu này tới thời điểm này thì là bắt đầu chậm lại một chút. Và bất ngờ sáng nay vào ngày 8 tháng 9 thì khi ở trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, chiếc tàu này bất ngờ bẻ lái về phía nam, lao về khu vực bãi tư chính. Và hình ảnh mà các bạn có thể tham khảo trên trang của anh Phạm Nam Thắng, Thắng Nam là cái người chuyên theo dõi cái trang tin và hải trình của những cái tàu của Trung Quốc trên vùng Biển Đông, họ đã chia sẻ thì khi họ đi đến khu vực vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam thì lập tức đã bẻ lái đi xuống phía dưới, khi mà đây là điều rất bất ngờ mà một số cái nhà quan sát đang tiếp tục theo dõi hành trình của chiếc tàu Hải Dương 8 này. Và chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cập nhật và chia sẻ với các bạn ngay lập tức khi có những cái diễn biến mới nhất. Và tốc độ di chuyển của tàu thì khi mà bẻ lái xuống phía nam của Việt Nam thì chậm lại một chút, và khả năng theo như dự đoán thì tàu bắt đầu là sử dụng bật những máy thăm dò địa chất và chuẩn bị khai thác cái dầu mỏ trong thời gian tới ở vùng biển Việt Nam. Và đi cùng với những chiếc tàu này thì các bạn cũng sẽ thấy những cái tàu rất đặc biệt của Trung Quốc, đó là những cái tàu hải cảnh, và nó sẵn sàng đâm va vào những cái tàu cảnh sát biển Việt Nam cũng như tàu chấp pháp Việt Nam khi lại gần chiếc tàu Hải Dương 8. Và trước đây vào hôm ngày 2 tháng 9, tàu Hải Dương 8 và đội tàu hộ tống đã kết thúc chuyến thăm dò lần thứ 2 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, và họ đã đi về phía vùng biển, đó là vùng bãi đá chữ thập, và ở đó cho đến nay thì hiện nay chiếc tàu đã quay lại. Thì lần này khi quay lại trở lại Việt Nam, ban đầu nó đi theo đúng cái hành trình đã quay về đảo đá chữ thập trước đó, nhưng có lẽ họ dùng những biện pháp kỹ thuật và họ cần thiết phải đi vào vùng bãi tư chính để thăm dò tiếp tục những cái khu vực mà họ quan tâm. Và hiện nay chiếc tàu đang đi về hướng của giàn khoan, nhà giàn DK1 của các chiến sĩ hải quân Việt Nam đang chốt giữ. Một nguồn tin thuộc quân đội nhân dân Việt Nam cũng đưa lên và cho biết thêm, hôm qua các tàu chấp pháp của Việt Nam đã hoàn thành việc tiếp tế và bổ sung nhu yếu phẩm. Sáng nay, tức ngày 8 tháng 9 là chính ngày hôm nay, hơn chục chiếc tàu đã đồng loạt lao về hướng đội hình Hải Dương 8 vô cùng hùng dũng. Chúc các sĩ quan cảnh sát biển hiệp 3 này đâm húc
và phun mạnh. Đây là cái tiết lộ rất là đặc biệt của một người có lẽ có những cái quan tâm và có những quan hệ trong cái Hải quân Việt Nam, và họ đã nói rằng là khoảng một chục chiếc tàu Việt Nam đang lao ra phía đó. Và bên cạnh đó thì anh Phạm Nam Thắng, một người chuyên nghiên cứu và khảo sát các hoạt động hải hải trên Biển Đông, cũng chia sẻ thêm trên trang cá nhân của mình như sau. Hôm nay ngày 8 tháng 9, tàu Hải Dương 8 đột ngột chuyển hướng đi về phía bãi Tư Chính. Tàu chạy với tốc độ chậm, chắc là đang thực hiện một cuộc khảo sát mới. Trong khi đó, tàu hộ tống Hanjin 37111 đang bám sát tàu Hải Dương 8. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể xem chiếc tàu này của Trung Quốc. Đây là tàu hải cảnh của Trung Quốc chuyên đi hộ tống cũng như quấy nhiễu các tàu khác ở vùng khu vực Biển Đông mà chúng ta đã thấy. Và cái số hiệu mà các bạn ghi thấy rất rõ, ghi ở trên chiếc tàu này là 37111, là chiếc tàu này, chính là chiếc tàu này. Và nó đang bám sát trên tàu Hải Dương 8, và nó chiếc tàu này rất lớn thưa các bạn. Và còn lại một chiếc tàu khác, theo anh Phạm Nam Thắng chia sẻ, tàu Hanjin 35111 thì hiện vẫn đang thả neo tại bãi Đá Chữ Thập, và các tàu khác thì anh cũng đang kiểm tra thêm thông tin. Và đương nhiên với hình ảnh mà chúng ta chia sẻ thêm ở một số cái trang báo quốc tế thì chúng ta sẽ nhận thấy tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc lần nào đi cũng có rất nhiều những cái tàu hải cảnh kèm theo. Và đây hình ảnh mà chúng tôi có thể chia sẻ thêm, đây là chính chiếc tàu 35111 đang thả neo ở bãi Đá Chữ Thập. Và theo những cái thông tin mà phía báo chí cũng như truyền thông nước ngoài cung cấp thêm thì là những chiếc tàu hải cảnh được coi là một quái vật, viết tắt là OPV, tức là tàu cảnh sát biển đã gây nên một cảm giác lo ngại về những hoạt động trên Biển Đông. Tải trọng cực đại của tàu cảnh sát biển của Trung Quốc cho biết nằm giữa khoảng 10.000 đến 12.000 tấn. Gần đây họ đã lắp đặt cái hệ thống như vậy, và những cái chiếc tàu như vậy đã được đóng mới, vượt xa tàu hải cảnh Nhật Bản lớp Shinshikima được đóng vào những đầu những năm 1990, có trọng lượng đầy tải khoảng 6.500 tấn. Được đánh giá là tàu cảnh sát biển lớn nhất thế giới. Và đây là những cái đội tàu của Trung Quốc đã đầu tư. Và với khoảng hơn 300 chiếc tàu hải cảnh như vậy và rất hung dữ, mũi nhọn và được gia cố sắt rất chắc để chuyên đâm hút những tàu khác, thì những cái cú đâm của tàu này thì có thể thủng những cái tàu mà họ muốn áp đảo. Điều đáng kinh ngạc là tốc độ đóng tàu của Trung Quốc. Chiếc tàu đầu tiên vào 2901 và chiếc tàu 3901 được đóng trong một khoảng thời gian tương đối ngắn. Tốc độ đóng tàu này cho thấy mục đích tương lai của Bắc Kinh là tăng số lượng các tàu hải cảnh thêm nhiều chiếc nữa. Thế như vậy là họ đầu tư về công nghiệp đóng tàu rất lớn. Và với thông tin các bạn cũng đã được chia sẻ trong những cái video clip của chúng tôi lần trước, thì Trung Quốc đầu tư cho quốc phòng năm 2019 với tổng số tiền là trên 170 tỷ USD. Và điều đó thì rất lớn, và hiện nay quốc phòng Việt Nam được đầu tư chỉ một con số giống như con số lẻ mà thôi. Và dự kiến bắt đầu trưa thứ hai, tức là ngày mai, ngày 9 tháng 9 sẽ diễn ra các cuộc đụng độ rất căng thẳng và đầy nguy hiểm giữa tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc, tàu hải cảnh của họ cùng với những cái tàu cảnh sát biển của Việt Nam và lực lượng chấp pháp đang lao ra khu vực bãi Tư Chính trong thời gian đúng thời điểm này. Và cũng gần đó thì các bạn có thể chứng kiến những hình ảnh nơi mà giàn khoan Hakuryu 5 của Nhật Bản vẫn đang hoạt động ở phía tây bãi Tư Chính. Và giàn khoan này lần đầu tiên sau nhiều tuần nó đã phát tín hiệu cảnh báo để cho cái hệ thống quan trắc hàng hải của quốc tế có thể nhận dạng được. Và đây là hình ảnh các bạn có thể xem ngay trên trang Twitter của ông giáo sư Matheson, giảng dạy tại trường Đại học Hải quân Mỹ, luôn luôn chia sẻ những hình ảnh mới nhất, và các bạn có thể vào tham khảo trên những trang này. Và tất nhiên những hình ảnh đặc biệt này thì báo chí Việt Nam vẫn im lặng và không hề đưa để cho người dân, 90 triệu người dân trong nước được biết. Điều đó là sai sót rất lớn khi chính phủ và đã chi rất nhiều tiền để nuôi cái bộ máy với truyền thông của nhà nước, nhưng lại không thông báo những thông tin cực kỳ quan trọng như thế này. Bởi vì khi mà những cái người dân, những cái ngư dân Việt Nam họ đi đánh bắt cá ở gần khu vực đó, nếu chẳng may đến gần tàu Hải Dương 8 hoặc là gần những khu vực tàu hải cảnh Trung Quốc đang quần đảo, thì sẽ bị họ đâm thủng và chìm tàu, như chúng ta đã chứng kiến trong thời gian qua rất nhiều hoàn cảnh như vậy. Và có những tàu mà Việt Nam chỉ nói là tàu lạ và không biết là tàu nào, hoặc là khi họ đang ngủ ban đêm thì bất ngờ bị đâm chìm luôn. Thì đấy là những cái tàu mà được cho rằng là rất nhiều tàu cảnh sát biển của hải cảnh của Trung Quốc đã gây ra. Và lần này số lượng tàu Việt Nam thì đã đưa ra vùng bãi Tư Chính
có vẻ lớn hơn của số lượng của tàu Trung Quốc. Nhưng tàu hải cảnh của Trung Quốc lại có trọng tải lớn hơn rất nhiều tàu Việt Nam, với có những chiếc nặng đến 12.000 tấn, nó lớn như một cái chiến hạm khổng lồ và được thiết kế chuyên để đi khiêu khích tranh chấp chủ quyền của các nước, trong đó có Việt Nam. Nên cuộc chiến chưa có tiếng súng này chắc chắn sẽ rất gay go và ác liệt trong thời gian tới. Và điều đặc biệt là mặc dù chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã giành lấy cái chức vụ đứng đầu của nhà nước của ông Trần Đại Quang chỉ sau ít ngày khi ông Đại Quang mất, nhưng đã 2 tháng kể từ khi Trung Quốc đưa tàu Hải Dương 8 vào trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, và họ hoạt động rất công khai và nhiều nước đã lên tiếng, thậm chí Bộ Ngoại giao Việt Nam đã ra công hàm phản đối nhiều lần. Nhưng người đứng đầu nhà nước vẫn hoàn toàn làm ngơ trước việc xâm lược phạm chủ quyền của các đồng chí Trung Quốc của ông trong thời gian qua. Và có rất nhiều ý kiến từ những người đảng viên Cộng sản và những người dân ở trong nước, và kể cả những lãnh đạo cấp rất cao trong nước, đã nói rằng là im lặng là sự đồng ý. Thì vậy nếu điều đó thật sự đã diễn ra thì hóa ra ông Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Việt Nam đã từ bỏ vị trí của người đứng đầu đất nước với trên 90 triệu người dân Việt Nam của mình, bởi vì ông ta đã không lên tiếng để ủng hộ đất nước Việt Nam, không lên tiếng để bảo vệ cái tính mạng và tài sản của những người dân Việt Nam, và ngay cả những cái sự nguy hiểm, hiểm nguy trước đối đầu với Trung Quốc của các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam ở ngoài biển đảo cũng không được ông để tâm. Và điều đấy là một điều rất đặc biệt và rất đáng tiếc đối với ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo .de ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 8 tháng 9 năm 2019. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình tường thuật lần tới. Và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người cùng biết, cũng như để lại những bình luận và những yêu cầu để chúng tôi có thể tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất, trung thực nhất là cung cấp cho các bạn trong thời gian ngắn nhất. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Chào các bạn và chúc các bạn một buổi sáng an lành và nhiều hạnh phúc.